chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889 sức khỏe là vàng dược thảo pls giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife.com học khu Huntington Beach Union High School District free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. À, thưa quý vị, có bao giờ quý vị nghe một cái bản tin nào mà một anh chàng đi dạo ngoài đường thôi mà chồng cầm trong bịch á, cái bịch giống như là cái bịch à, rác vậy đó nhưng mà trong đó là xác ướp người, tức là một cái xác chết nó nằm trong đó. Quý vị thấy ghê không? Đề tái có bao giờ mà mình nghĩ tới cái đó người ta đi tân tân ngoài đường vậy đó nhưng mà ở trong cái bịch lại là xác ướp. Thì vừa rồi à, một cái xác ướp này nhưng mà cái xác ướp này không phải là giết người hoặc là mới đây mà cái xác ướp này là 800 năm rồi thưa quý vị. À, 800 tuổi đã được tìm thấy trong một túi giao hàng ở Peru. Thì các nhà chức trách ở quốc gia Nam Mỹ cho biết ở bên phía Nam Mỹ thì xảy ra biết bao nhiêu là chuyện những cái chuyện này xảy ra. Và các bức ảnh này đã được Tổng cục Văn hóa của thành phố Puno ở phía đông công bố và bột xương ở vị trí nằm như một cái bào thai như vậy. Nằm trong một chiếc túi màu đỏ có lớp lót bên trong phản chiếu được sử dụng như là một cái công ty đi một cái bịch mà đi giao đồ ăn như vậy. Và Tổng cục cho biết theo một tuyên bố của tuần vừa rồi là cái thi thể này là một nam được xếp ước khoảng từ từ 600 đến 800 tuổi. Người đàn ông địa vương nói với TV rằng cái thi thể mà anh ta gọi là Junita đã thuộc về anh ta và đêm ngủ anh ta nằm ôm cái thi thể này nữa. Thấy ghê không thưa quý vị? Và người đàn ông được xác định là Julio Caesar đã bị bắt giữ và cơ thể này, cái đồ này sẽ được đưa vô viện bảo tàng của nhà nước theo duy luật di sản của quốc gia nhưng mà cái người đàn ông này không biết đào ở đâu ra thì được một cái di sản đó đó cũng là một trong những cái bấu vật của quốc gia đó thưa quý vị nhưng mà để mà đêm ngủ nằm ôm mà thích như vậy thì cũng hơi ghê hả ờ, bấu vật quốc gia nhưng mà em nghĩ là đây là một cái xác ướp mà nó đáng giá đáng giá rất là nhiều tiền không bán được luôn không mà. bán được luôn mà tại vì đây là cái tài sản quốc gia thành ra là người ta quý giống như vàng là đúng rồi ờ, nói đến cái ngày hôm nay thì ngoài cái bản tin xác ướp này thì chúng ta thấy rằng nó nó quý giá so với những cái nhà khảo cổ người ta đưa ra ừ. thì uh, ngày hôm nay Lê Thái hỏi chị nhiều hơn một câu chắc là chị em không cho chị coi nữa <cười> <cười> em uh, ngoài vàng uh, kim cương và một số mà cái um, gọi là một cái, cái hợp chất những cái chất mà Lê Thái đã đưa trong những cái trường bình trình mà uh, cà phê sáng lúc trước ừ. thì chị nghĩ là có cái chất nào nó mắc hơn vàng nữa không có có một loại chất trong đó mà nó mắc hơn vàng cái chữ nó bằng đầu bằng chữ chay gì đó để cho bây giờ lê thái cứ đọc ra cái đây hả Vậy cái là ta. sai rồi kiểu, kiểu mà đọc bản tin của người ta mà đọc không kỹ nhớ lộn cái chữ luôn, luôn à, thưa quý vị cái thưa quý vị là một cái loại kim loại vậy đó đúng Dạ, không? nó là một cái loại kim loại một cái loại hợp chất thưa quý vị à, chúng ta cứ nghĩ rằng là vàng là một trong những loại kim loại nó, hiện kim mà nó rất là giá trị đúng thì vàng hiện nay vẫn là một trong những loại kim kim loại mà loại kim huyệt kim mà vô cùng giá trị thưa quý vị giá vàng hiện nay là một tám trăm năm mươi mỹ kim một ounce nhưng ngày hôm nay lê thái đưa đến quý vị một cái loại kim loại nó đắt giá hơn gấp 10 lần cái vàng và đây là một cái hộp kim mà nó rất là gọi là sao được đánh giá vượt trội về cả giá thành lẫn cái độ hiếm của cái hộp kim này đó là rhodium đây là một cái trong những cái loại kim loại hiếm và đắt nhất thế giới và cái rhodium thưa quý vị, nó có thể dùng làm chất xúc tác lý tưởng với khả năng mà nó chịu nhiệt và chống oxy hóa, chống mòn rất là cao. Và giá của các loại kim loại không giống nhau tùy thuộc vào cái nhu cầu và cái khả năng tiếp cận của nó với cái thị trường và cái nhu cầu của nó với những cái người mà người ta cần nó. Do đó thì cái tính linh hoạt và khả năng dẫn điện cũng như là cái độ bền và cái vẻ ngoài đẹp mắt của loại kim vàng của loại kim loại này đó, nó là một trong những cái loại mà đắt nhất thế giới. Và hiện nay thì À, cái giá mà của một cái ounce rhodium nó dao động ở mức khoảng là từ 10.300 mỹ kim một ounce và rhodium nó không dễ phản ứng với oxy và khiến nó trở thành một cái loại kim loại vô cùng quý và cái chất xúc tác lý tưởng chống lại cả sự ăn mòn và oxy hóa và với cái độ cứng tổng thể và cái điểm nóng chảy cao là đến 1.964 độ C thì nó mới tan chảy, nó mới nóng chảy đó là cái độ tan chảy của nó. Do đó rhodium thuộc loại là nhóm bạch kim cùng với các loại kim loại bạch kim như là palladium, osmium, iridium và ruthenium. Đây là những cái khả năng chịu được nhiệt độ nước nhiệt độ cao không khí lên tới 600 độ C cũng như là không tan trong đa số axit khiến cho cái chất mà rhodium này nó rất là hữu dụng cho cái công nghệ mà người ta chế tạo ô tô, máy bay hay là công tắc điện hoặc là những cái loại mà dây điện trở và cặp nhiệt nhiệt điện độ cao và cái rhodium này hiện diện với cái mật độ là khoảng 0,000037 ppm tức là cái 1 ppm thưa quý vị nó bằng là 1 mg trên 1 kg cái trong cái vỏ trái đất của chúng ta và còn vàng nó dồi dào hơn nhiều là khoảng là 0.0013 ppm nhưng mà cái loại mà rhodium này là 0 0.0000037 ppm có nghĩa là nó rất là giá trị và Nhà hóa học người Anh là William Hyde Wollaston đã phát hiện cái rhodium vào năm 1803 và ông đã chiết xuất cái nguyên tố này từ một mẫu quặng bạch kim từ Nam Mỹ và cái sự việc này nó đã diễn ra không lâu sau khi mà ông Wollaston này phát hiện một cái kim loại thuộc nhóm bạch kim khác đó là cái chất mà palladium Rhodium này được tách từ những cái mẫu quặng của Wollaston bằng cách là loại bỏ bạch kim và palladium để làm một cái loại bột màu đỏ sẫm thưa quý vị. Và cái loại bột này nó qua quá trình xử lý bằng cái khí hydro làm lộ ra cái kim loại quý là rhodium này. Và cái kim loại rắn này nó có màu trắng bạc với tên gọi bắt nguồn từ là Roden có nghĩa là hoa hồng trong tiếng Hy Lạp. Và tên gọi này nó gợi nhắc đến cái màu đỏ của muối kim loại và theo số liệu thống kê năm 2019 cho thấy rằng là gần 90% có nhu cầu rhodium đến từ lĩnh vực sản xuất bộ chuyển đổi xúc tác. Đây là một cách sử dụng khá khác thường với một cái loại kim loại đẹp mắt và thuộc nhóm quý hiếm nhất trên thế giới mà Lê Thái đưa đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Lê Thái, thưa quý vị từ khi mà TikTok ra đời thì có rất nhiều ngôi sao gọi là ngôi sao TikToker rất là nhiều nổi tiếng tới 4 triệu người xem thì hôm nay như đưa đến cho quý vị một cái bản tin một cô gái tên là Taylor Frankie ở trên màn hình quý vị thấy 28 tuổi vừa rồi bị buộc tội à, hai tội danh bạo lực gia đình do mà trong đó có sự chứng kiến của đứa trẻ và khi mà cô ta à, đánh người đàn ông này là quăng tới cái ghế thứ ba thì chúng đứa trẻ con của cô ta và theo tuyên bố của cảnh sát, Paul và bạn trai của cô gái này đó là Frankie, Frankie Paul đã tham gia trong cái một cuộc tranh cãi với nhau rất là kịch liệt. Cuộc tranh cãi tiếp tục, họ đã ném chiếc ghế kim loại nặng vào Morrison, đó là bạn trai của người cô gái này. Có, có một lỗ hỏng trên tường, sau đó là ném chiếc ghế thứ hai nữa, lại không trúng. thì đứa con gái 5 tuổi đứng gần người bạn trai của cô gái này, thì tới chiếc ghế thứ ba lại ném trúng, đâm vào đầu của đứa bé 5 tuổi rất là đau. Và theo tuyên bố bằng chứng video cho thấy đứa trẻ 5 tuổi có nghe thấy họ nghe cái tiếng khóc ở phía sau, tiếng khóc thét của đứa trẻ. Và Dakota báo cáo rằng là người bạn trai của cô gái này báo cáo rằng rằng ông ta rất là sợ cô gái này rất là dữ và rất là sợ tới cái tính mạng của mình và Paul chia sẻ uh, tức là cái người đồng bà này là tiktoker này là nếu mà quý vị lên tiktoker xem cô gái này thì cô gái một hàng ngày cô ta cứ show những cái bức ảnh như là uh, xếp đồ xếp đoàn hoặc là tiếng anh nó gọi là uh, swing soft uh, uh, swing soft uh, một trong những cái tiếng anh mà không biết dịch ra làm sao thưa quý vị đó là Swinsoft thì giống như là cô ta chỉ xếp đồ xếp đoàn những cái chuyện hàng ngày bình thường thôi mà rất nhiều người theo thưa quý vị và bên cạnh đó thì cô ta trước đó cô ta đã có lấy chồng rồi nhưng mà vợ chồng với là chồng của cô ta bị ly dị thì sau khi ly dị cái tinh thần của cô ta bị trầm cảm bị giữ dằn, bị rất là nhiều và quen với người đàn ông này thì cô ta đã uh, lên bị violence và cô ấy đã tích lũy được hơn 4 triệu người theo dõi. Kể từ đó cô ta đăng ảnh về sức khỏe tâm thần của mình, rồi cái depress của mình tức là bị uh, bệ bệnh trầm cảm của mình, rồi show hai đứa con của mình. Thì vừa rồi cô ta đã bị vô trong tù nhưng mà chưa có cái comment gì và chưa có cái ý kiến gì. Và dự kiến này sẽ vào, ra tòa vào ngày 21 tháng 3. Wow nhưng mà đụng đến uh, cái gì chứ mà bên đụng đụng đến trẻ nhỏ thì em thấy là có uh, Và cái con của chính con mình à? của chính mình nữa uh, một số ngôi sao tiktok em nghĩ là đây là cô cũng không có cố ý đúng không chị cũng là vô tình hay là sao cố tình tại vì đứa trẻ nó đã đứng sau rồi quăng hai chiếc ghế tức ừ. là quăng chiếc ghế đầu tiên thì không trúng anh ta né được quăng chiếc ghế thứ hai thì anh ta nói đừng có quăng nữa đứa trẻ đứng sau này vẫn tiếp tục quăng thì quăng một cái là trúng đầu cái đứa trẻ wow. con của cô ta ở trong đó luôn tức là ba lần cố ý rồi thưa quý vị lúc đó điên lên rồi chắc không biết gì dạ vâng em nghĩ là bởi vì cho phụ nữ mà không có kiềm chế là cũng cũng dữ lắm từ yeah. có con con mèo trở thành một cái con sư tử rất là dữ luôn á giống như cái tin em đưa năm là... tuần trước á đúng, dạ, đúng không đúng đưa, đưa năm trước đó. <laughs> đưa tuần trước ờ kính à, thưa quý vị à, trong cuộc sống của chúng ta thì cái, cái đời sống vợ chồng nó đôi, đôi lúc thì cái chuyện mà À, hụt hạt này nọ cái lồng cái lạo hay là đánh lộn cái lạo thì nó có ở hoa kỳ thì không có đánh thì mệt đó nhưng mà nước khác thì có nhưng mà cái lộn thì ai là không cái lộn đúng không chị dĩ nhiên rồi à, à. đúng rồi nhưng mà cái vấn đề mà để mà chúng ta để mà chia tay hay là chúng ta gì đó về một cái vấn đề ở trong gia đình thì hơi khó nhưng mà lê thái sẽ đưa đến quý vị một cái thông tin vô cùng thú vị trong cái phần tiếp theo của cà phê sáng quý vị giữ màn hình lê thái và như Huyền sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo một số thông tin thương mại của đài.